khi mà cái camera nhé, thì nó sẽ hiển thị làm hai cái trước với sau. Sau đây nhất được cái là nó chụp cho mình nhìn sau này, nhất được cái mình trước. Thì đây là đang chế độ ghi hình, trước là đỏ, này là đang ghi hình. Còn như anh đi trên đường mà anh thấy có một cái va quẹt gì đó, anh cũng giữ video lại thì bấm khóa, đây là khóa, khóa mở khóa này. Cái này là cái chụp hình. Bây giờ mình xem lại video. Trước khi xem lại thì anh bấm dừng quay. Cái này là quay và dừng quay nhé. Nó sẽ chia ra làm hai video, trước và sau. Run là trước mà back là sau. Cùng thời điểm. Video khóa là vừa này. Để xem video nào nhất tôi cái đó xem. Xem lại. Xong xem lại. Đến đến đường. Vừa quay vừa nhận lương được không? Đúng rồi, nó sẽ vừa quay cái ghi hình, nó sẽ ghi hình ảnh. Nó sẽ định vị trí hiện tại và mình chỉ cần bấm cái vị trí điểm đích thôi. Đi đấy. Đó. Khi đi bắt đầu nó sẽ đọc cho mình. Như ra đây ngã ba rẽ trái thì khoảng 20 mét nó sẽ đọc cho mình rẽ trái. Thì phát ra thì vẫn